chào các quý vị và các bạn. Hôm nay tôi lại làm một cái phim trên máy bay để chia sẻ với quý vị và các bạn. Rất nhiều người đã hỏi tôi về luyện tập cảm xạ để như thế nào và làm sao để có thể chữa bệnh bằng năng lượng sinh học và làm thế nào để có kết quả nhanh nhất để luyện tập thiên nhãn thông hoặc nhận biết được các năng lượng của vũ trụ. Thưa quý vị và các bạn, như quý vị các bạn đã từng luyện tập và các quý vị các bạn đã biết, và những người nào chưa biết thì hôm nay tôi xin được chia sẻ để chúng ta biết. Bộ môn cảm xạ năng lượng của chúng tôi là một bộ môn để cảm nhận những tia xạ, những tia năng lượng mà mắt thường không nhìn thấy được. Đó là một phương pháp luyện tập để khai mở thiên nhãn thông, để khai mở những cái khả năng đặc biệt đang ngủ yên trong não bộ của quý vị và các bạn. Đó là để thi triển tích tụ năng lượng, các phương pháp tích tụ năng lượng của vũ trụ và các phương pháp hòa đồng năng lượng với vũ trụ. Cảm xạ năng lượng do tôi nghiên cứu và ứng dụng cả phương Tây kết hợp với phương Đông và kết hợp với các phương pháp luyện thiền theo Phật giáo Tây Tạng và Phật giáo Ấn Độ. Qua nhiều năm tu luyện, tôi nhận ra một điều: tất cả không thể đốt cháy giai đoạn được, mà chúng ta cần phải có những thời gian để chúng ta luyện tập. Với bộ môn năng lượng cảm xạ, những ai đã theo sự hướng dẫn của chúng tôi trên 3 lớp cảm xạ năng lượng căn bản, trung cấp và cao cấp thì các học viên hầu hết về nhà luyện tập tiếp sau khoảng 3 năm sẽ khai mở được những khả năng đặc biệt. Và khả năng này tôi xin trả lời rằng đó là khả năng kích hoạt các luân xa, kích hoạt 7 luân xa, đó là hệ thống 7 đại huyệt quan trọng nhất của cơ thể chúng ta. Mọi người chỉ chú ý vào luyện khai mở con mắt thứ 3, đó là luyện thiên nhãn thông hoặc là luyện khai mở luân xa 6. Nhưng trên thực tế, quý vị và các bạn và những người luyện tập đó đã quên mất rằng hệ thống luân xa của chúng ta sẽ chạy từ đỉnh đầu chạy xuống đến xương cụt. Và như vậy nó là một hệ thống xương sống, dọc theo xương sống và đi lên não bộ. Cho nên nếu chỉ luyện mỗi có thiên nhãn thông, có nghĩa là luyện có mỗi luân xa 6 tại hai đầu mày của chúng ta, thì quý vị các bạn đôi khi là bị đau đầu, chóng mặt, và nặng hơn là chúng ta sẽ bị mất ngủ, nặng hơn nữa chúng ta sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, đó là điên điên, dở dở, dại dại, và luôn luôn nghĩ mình là một ông thánh, ông tướng, ông nào đó có những khả năng đặc biệt. Và đây là cái mà thước phim này tôi muốn chia sẻ với quý vị các bạn, đó là cái rất nguy hiểm khi luyện tập mà chúng ta không biết cách. Đến với bộ môn cảm xạ năng lượng của chúng tôi, các bạn sẽ được luyện tập. Thứ nhất là phải có cách để các bạn xây dựng cái năng lượng sinh học trong cơ thể thật vững chắc. Tiếp theo là khai thông tất cả các huyệt đạo, đó là 7 luân xa đại huyệt chính, và khai thông các kinh lạc và kinh mạch. Khi quý vị đã khai thông được những điều tôi nói ở trên thì chuyện khai mở con mắt thứ 3 hay cảm nhận trong lòng bàn tay hay nhận biết trước sự việc sẽ đưa quý vị các bạn thành công rất nhanh chóng. Nhưng để kích hoạt và khai mở được 7 luân xa này cần phải chúng ta phải luyện trong vòng 2 năm.
Và đây là kinh nghiệm xương máu trong cuộc đời luyện tập của tôi. Khi quý vị và các bạn đã thành công trong vòng 2 năm liên tục, 2 năm liên tục, quý vị nhớ, tôi đã từng luyện 2 năm trời và từng đêm trong 2 năm đó. Tức là con tôi đi ngủ, tôi cho chúng nó ngủ và sau đó tôi luyện tập. Và khi các cháu thức dậy là các cháu vẫn thấy tôi đang luyện tập. Và câu chuyện này thì chắc là nhiều các cựu học viên Cảm Xạ Năng Lượng và hơn 100 đại đệ tử của tôi biết được cái vấn đề này. Đây không phải là hoang tưởng. Tôi chỉ đi ngủ buổi trưa tầm khoảng 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi. Chính vì vậy, quý vị các bạn cũng không nên nghe cái việc này và để các vị các bạn luyện nếu như các vị không đến lớp học của chúng tôi. Còn với phương pháp luyện tập của chúng tôi thì các bạn luyện tập thiền. Chúng tôi có hai phương pháp: thiền động và thiền tĩnh. Thì thiền động đó là vừa đứng luyện thiền nhưng thực ra chúng ta vẫn ngủ. Chính vì vậy mà quý vị các bạn sẽ thấy là không bị mệt mỏi. Vâng, tôi cố gắng làm những cái thước phim ở trên máy bay này. Có thể tiếng ồn nó hơi nhiều, mong quý vị và các bạn thông cảm và ủng hộ tôi bằng một cái like và chia sẻ cho mọi người. Và nhớ nhấn nút đăng ký kênh. Quý vị các bạn có thể liên lạc Zalo với số điện thoại 0981 559 559 với chúng tôi. Và có thể đọc trên website nguyenngocson.vn để biết nội dung, học phí và thời gian học của các lớp Cảm Xạ Năng Lượng do chúng tôi tổ chức. Mong rằng quý vị các bạn sẽ luyện tập thành công và đất nước Việt Nam của chúng ta sẽ trưởng dưỡng bằng nhiều năng lượng cộng hưởng.